chung cư ở Hà Nội hoạt động 10 năm chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Hệ thống báo cháy tự động, bình cứu hỏa ở chung cư M5 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội trong tình trạng không hoạt động. Ngày 17 tháng 5, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 Hà Nội cho biết đơn vị vừa ra quyết định phạt chủ đầu tư tòa nhà M5 trên đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa với số tiền trên 100 triệu đồng về hành vi công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã cho cư dân vào ở. Đơn vị này cũng ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của công trình trong 1 tháng. Trong 30 ngày, nếu chủ đầu tư cố tình không khắc phục các hạng mục phòng cháy chữa cháy để đưa vào nghiệm thu, chúng tôi sẽ ra quyết định đình chỉ hoạt động, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 nói. Quyết định tạm đình chỉ hoạt động 1 tháng cũng được đơn vị đưa ra với hai tòa chung cư M3, M4 cùng địa chỉ và chủ đầu tư với tòa M5. Cụ thể, với hai chung cư này, nhà chức trách tạm đình chỉ hoạt động đối với khu vực tầng hầm, tầng dịch vụ, tầng xếp để xe máy tòa nhà. Các quyết định tạm đình chỉ bắt đầu từ ngày 15 tháng 5. Khu M3, M4, M5 có 256 căn hộ với trên 1.000 người dân và 20 căn hộ cho thuê văn phòng. Các tòa nhà này được đưa vào hoạt động từ năm 2009. Trước đó, ngày 23 tháng 4, Bộ Công an và Bộ Xây dựng kiểm tra đột xuất tại 3 tòa nhà trên và phát hiện hàng loạt vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Cụ thể, hệ thống báo cháy tự động, bình cứu hỏa không hoạt động, một số cửa chống cháy tại buồng thang bộ cơ cấu tự động kém, đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố không đảm bảo, ban quản lý tòa nhà chưa mua bảo hiểm cháy nổ, tại tòa nhà không có đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Theo thống kê của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội, trong số 960 nhà chung cư trên địa bàn thành phố mới có 443 cơ sở đảm bảo duy trì các điều kiện phòng cháy chữa cháy, 517 cơ sở còn tồn tại vi phạm quy định về lĩnh vực này, gồm 233 chung cư thương mại, 152 chung cư tái định cư, 132 chung cư loại khác.